chào cả nhà. Thì ngày hôm nay Phương sẽ đi thay mấy cái vỏ xe. Thì ngày mai là bắt đầu đi An Giang quay phim nên đi được xa mà cái vỏ nó mòn rồi, giờ phải thay vỏ. Mình đã đến một cái địa chỉ của ông Ba Lục mà Hồng Cường Ngọc Tu sẽ thay một cái bộ vỏ mới để mà đi An Giang cho nó an toàn. Thì cũng kéo theo Long Bể rồi chúc anh em qua đây cũng thay luôn. Mục đích qua đây là mình để mình thay vỏ là tìm cái nơi uy tín chất lượng chứ không phải là chỗ nào bào được mình qua đâu nha. Qua mình làm mình trả tiền thì chỗ uy tín mình qua thôi chứ mình không ý định gì bào gì hết.
chiếc này là đưa tôi lái rồi, tôi biết lái sao luôn, nó dài quá. Chỉ có bắt quần mới lên xe được. Hai cái vô lại đang sợ. Không, nhấn bên đây. Đây là bắt cái bắt. Đúng rồi. Hai cái này là sao? Giống như điện thoại mình vậy đó. Điện thoại xưa vậy đó. Mấy cái chiếc xe này các bạn cũng đã từng gặp ngoài đường rồi, nhưng mà chưa biết, có nhiều người sẽ chưa biết bên trong nó có cái gì. Thì Phương sẽ dẫn mọi người vào bên trong cái chiếc xe này coi có cái gì. Đây là cái chiếc xe rất là hợp lý khi mà mình đi chơi hay gì đó. Người này chắc lên là để nhậu luôn á. Có nguyên một quầy ba này, có rượu sẵn nè. Nhưng mà cái này nó có cái kính lên luôn đúng không? Đúng rồi, nó có cái kính lên mới đúng. Tại vì thí dụ như có cái kính lên thì tài xế không thấy được phía sau, thì ở đây là cái giường thì mình dẫn bạn đồ vô đây chơi được, là không thấy được phía sau đúng không? Hợp lý quá trời. Đó, tức là giờ vô không gian như một cái phòng của mình, rồi muốn làm gì làm trong đây. Này là nó có nhiều cái loa, hệ thống âm thanh, rồi đèn. Khi mà đây cái trần này có mấy cái điểm điểm như mấy ngôi sao á. Cái này đi chơi đập phá là ok lắm nha. Rất sang trọng. Có tài xế thì hơi quằn cái xíu thôi. Đây, cái điện thoại. Là mình ngồi dưới đây mình sẽ nói chuyện với tài xế. Tại vì mình muốn đi đâu, mình muốn làm gì, hoặc là muốn dặn là ê, tao đang cua nhỏ này dưới đây, mày đừng hạ kiến xuống nhà này nọ. Đó, gọi điện thoại lên trên. Hợp lý. Nhưng mà chiếc này dài quá Long ơi. Nó dài lắm. Không có chỗ đậu. Thôi ha. Con này dài là khoảng 9 mét á. 9 mét. 9 mét thì mình kiếm chỗ đậu nó hơi khó nên thôi. Định mua mà thôi ha. Bất tiện chứ không có chỗ đậu. Vậy đi. Dài quá. Nó rất là dài. Rất là dài nên mình không có ý định mà mua về, chứ không phải mình thì mình cũng không có tiền thiệt, nhưng mà nó dài quá. Nó nằm, nó núp ở trong đây nè. Con này rất là gấu, mà chạy heo săn lắm. Con này không thích hả? Hay không mua? Con này... đang tìm về cái lý do nào mình không thích nè. Rồi con này mà đi đường xa khỏe luôn á. Con này đi hấp rớt là hết sảy. Đi lắm. Cái đường nhỏ đi hấp rớt là hết sảy luôn. Nãy giờ là bình thường thôi. Mấy này là có người có người không. Con này chắc chắn Việt Nam mà chỉ có duy nhất một chiếc thôi. Trên cái nữa mới sửng sốt à. Đây. Nó đơn giản không phải là chiếc xe không đâu.
Đây, đây là cái vệ sinh. Cái nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh, còn đây cái bếp. Khi mà mở cái này ra, mở lên á thì nó sẽ làm cái bếp mình nấu ăn ở trong đây. Đó. Nhưng mà đặc biệt đây, cái giường. Có tivi ở trong này luôn. Lên đây đi đường xa, lên đây nằm ngủ rất là tới. Chiếc xe này là đi tỉnh là hợp lý luôn nè. Độc nhất Việt Nam. Chưa đâu có. Con này là con duy nhất ở Việt Nam. Rồi có lò luôn nè. Hấp đồ ăn đồ này kiểu kiểu. Nước. Nhà vệ sinh đầy đủ, nói chung là đầy đủ tất cả. Tuyệt vời. Xe muốn nổ máy được là phải có password mới nổ được. Chiếc này nó to quá. Cái này nó phải nhỏ lại xíu rồi tôi mua.